Bây giờ thì nhớ cái gì nói cái đó. Thì nó có cái mà hôm vừa rồi, cái mà nét mộc thân ở Huế đó, thì tôi nói chưa được hết, mà nó có một chi tiết hết sức là quan trọng, một chi tiết hết sức là quan trọng, là cái vụ mà Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan đó. Tại vì rằng thì là mình cứ nói kỹ về cái mà cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân, rồi thì là cái mà quạnh khăn xu cho Huế của bà Nhã Ca Nhã Tiết ấy, nhưng mà mình quên mất một cái điều, là cái bài nó gần như bài tự thú hay là bài để nói một lần cho hết của Hoàng Phủ Ngọc Tường đó. Thì tôi nhận được nhiều cái email forward mà của cái người bạn mà rất thân với tôi là ông Quốc Duy Trác đó, thì ông ấy thấy rằng thì là có hai ba cái mà kết án là Hoàng Phủ Ngọc Tường lại còn cứ quá nói dối, tới giờ phút này rồi mà còn nói dối. Thưa, cái chi tiết này tôi cho rằng thì là có thể giải tỏa được và phá tan được cái bức màn khói để giải oan cho Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đây là nó là một cái chuyện nó rất nhỏ. Đây là cái anh bạn tôi nói chuyện, anh bạn tôi anh luật sư Trần Danh Sang. Khi mà có cái vụ Phật giáo nổi lên đó, thì cái phái đoàn của anh ấy đi ra miền Trung dưới cái sự cả cái toán đó của ông tướng Nguyễn Ngọc Loan, mà cứ gọi là tướng Sáu Lèo đó. Thì tất nhiên là cũng không có cái mà gọi là tham mưu thống nhất gì cả, tức là cái hoàn cảnh nó xảy ra tới đâu thì mấy anh em giải quyết tới đó. Thì cái luật sư Trần Thanh Sang của tôi đó, thì anh ấy bắt Hoàng Phủ Ngọc Phan và Hoàng Phủ Ngọc Tường, bởi vì rằng theo anh ấy đây là một trong những người trí thức của Huế, mà nếu mà mình mà đàn áp họ thì hay là mình làm đại trà, tức là mình xếp hàng Hoàng Phủ Ngọc Phan và Phủ Ngọc Tường, rồi mấy mấy Đắc Xuân, rồi tới tất cả những các cái người dân mà gọi là cái nhóm nhiều quan viên ở Huế đó, thì mình thấy rằng thì là có thể này, xúc xích mình này, chiên này, không có một cái biệt nhớ và không nhìn thấy rằng thì là cái tâm linh, cái nguyên tắc là phải chia địch, tách địch ra, và tách địch ra từng loại một, cái loại mà Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, để không để cho họ bị lôi cuốn, và cũng không để cho họ mà bị uất ức, đánh giá địch, coi như là Hoàng Phủ Ngọc Phan Hoàng Tử, cũng là một trong những các cái mũi nhọn của Huế, của cái loại trí thức của Huế, mà bây giờ mà mình tấn công họ làm họ mất mặt quá thì đánh giá họ sai, đánh giá họ là những người khát máu thì rất sai. Cho nên Trần Danh Sang đã bắt giữ thì cái chữ bắt đó, bắt giữ Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, và mang đi cô lập khỏi cái nhóm kia, tôi không nhớ cái địa danh, nhưng mà nó ở một cái mấy cái người mà người ta kể chuyện ở đó đấy, tức là mang Hoàng Phủ Ngọc Phan đi thì mang đi cô lập khỏi cái nhóm nhào ở Huế. Và rồi thì chính Trần Thanh Sơn đã nhốt ông này, coi như là gì, là ông này là bị cách ly và ông này đưa bị giam, nhưng mà với cái thỏa thuận nghĩa là hai người cắt nghĩa, ông Sang cắt nghĩa
bị bọn kia lợi dụng và cũng không đánh giá anh thấp, cho nên đã bắt vào phủ Ngọc Ban và phủ Tường, nhốt riêng ra, đẩy riêng ra một khu gọi là nhốt, nhưng mà gọi là cái là giam tại nhà đó, giam tại một cái cấm gọi là house arrest, tức là tại nhà, và đưa cho anh ấy một triệu đồng, theo tôi nhất là đưa cho anh 1 triệu đồng vào đây. Trong cái giai đoạn mà anh bị nhốt ở đây thì anh tiêu xài, anh lấy đây mà tiêu để mà sinh sống. Thế thì chính vì cái điều đó mà hôm nay tôi muốn nói bổ túc vào cái kiến thức của Tết Ngọc Thân ở Huế là Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường khi mà trả lời báo người báo của Mỹ thì Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường nói rằng tôi, lúc thì dùng chữ tôi, lúc thì dùng chữ chúng tôi. Cái lúc bây giờ thì tất nhiên là cái nhà báo của Mỹ họ phỏng vấn thì cái tiếng Anh thì nó cũng lúng túng, tôi và chúng tôi, nhưng mà Hoàng Phủ Ngọc Phan và Hoàng Phủ Ngọc Tường thì rõ ràng là mình ở trong cuộc cho nên nói tôi và chúng tôi. Nhưng mà sau đó trong cái bài trong cái phần của bức thư sau nữa thì Hoàng Phủ Ngọc Phan và Hoàng Phủ Ngọc Tường trả lời rằng thì là tôi nghe bạn tôi kể lại. Nghe bạn tôi kể lại, đây là sự kiện đúng, bởi vì Trần Danh Sang đã nhốt và buộc Ngọc Phan và Ngọc Tường vào một chỗ khác. Đây, thành ra đó anh này là lúc bây giờ nghe bạn kể lại. Không cần á. Thành ra hắn ấy không nói dối. Nghe bạn kể lại. Và rồi thì người ta cũng lại cứ bới móc rằng thì là cái mà cái cuộc tàn sát đó nó dã man ở cái chỗ rằng thì là Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường đi trong cái khe của một cái con đường nào đó, cái khe của một nhà bảo xanh gì đó, mà thấy ở dưới chân nhớp nhớp như là bùn đó, tới lúc mà chiếu đèn pin lên thì mới thấy đây là phẫu. Và mọi người mấy người ở đây, nghĩa là mấy cái bọn chống cộng cực đoan ở đây, trời ơi, bọn này mà một cái bệnh viện có mấy chục giường mà nó thấy là máu tràn ra đường mới là gì, không, máu tràn ra đường chính người Mỹ máu được. Vậy thì rằng thì là 3 ngày đầu sốt cà chua này. 3 ngày đầu người Mỹ. Này, anh Khánh có ăn không này? Mẹ xịt mũi cho anh vậy nhá. Sao lại không? Mũi nó khục ra thịt đấy. Mũi này dễ nhiễm khuẩn là bị ốm như mẹ lắm á. Gọi là muốn bệnh hả? Đã giữ được. Hả? Và cộng sản. Anh Khánh. Cái cộng sản. Không ăn à? Cộng tấn công và nổi dậy đó. Khánh, Khánh không ăn thôi. Kệ Khánh, mẹ con mình cứ ăn đi nhỉ. Nóng ngon rồi. Anh phải xích xích nào. Đánh giá sai. Họ gọi là nổi dậy tại 4 thành phố và mấy chục địa điểm, hơn 40 địa điểm tại miền Nam Việt Nam, mà gần như là không nơi nào có một cuộc nổi dậy cả. Đấy. Thế thì một cái bí mật khác nữa đó thì mình mới thấy rằng là tại sao người Mỹ 3 ngày đầu không đánh nhau. Thì có những cái tin đồn rằng thì là lúc mấy giờ thì người Mỹ trong khi Việt Nam hóa chiến tranh, các vị con ơi, ăn cái nóng này, người Mỹ ngoan rồi đâu Khánh ơi, là hoàn toàn đã mang một cái, những các cái dấu hỏi nó hết sức là lớn lao, tức là tại sao chúng ta mang quân tới đánh một cái dân tộc đó, nhất là cái bức thư mà Hồ Chí Minh gửi cho tổng thống Mỹ lúc bây giờ thì nói rằng chúng tôi đánh quý vị nửa vòng trái đất và chúng tôi chỉ yêu cầu sự độc lập tự do, và tại sao quý vị mang quân tới để làm nào. Thưa, thế thì mình mới thấy rằng cái 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 cái
đó là cả. Một câu hỏi đặt ra là tại sao 41 thành phố và mấy chục địa điểm, mấy chục quận huyện có cái cuộc nổi dậy, tổng tấn công và nổi dậy, mà tại sao nó chỉ xảy ra tại Huế? Vậy thì Huế nó là cái nơi chứa chấp mọi những các cái uẩn khúc, mọi những thù hận của đảng phái từ phong kiến cho tới người thì đi ở quân đội quốc gia, người thì đi theo bên kia, người ly khai qua bên kia, vân vân. Mình sống ở Việt Nam mình đã biết đó, bất cứ gia đình nào cũng một nửa ở bên kia, một nửa ở bên này. Nhiều khi tối về gia đình Dương Văn Minh cũng thế, gia đình người này người kia cũng thế thôi. Thành ra nó mới là cái chuyện nó xảy ra là mấy người này đó. Cái câu chuyện là giờ này nhân cái dịp này thanh toán nhau, chứ còn thì các thành phố khác, 40 địa điểm khác, tại sao không có cái sự thanh toán như ở Huế? Thì Huế nó là vấn đề, nó là cái tồn động của tất cả những thù hằn của cuộc chiến ở đó. Và nhất là cái cuối cùng đó là cái Ngô Đình Cẩn đó. Khi người ta nói về ông Ngô Đình Cẩn đó thì nghĩa là kinh khủng, gọi là ông cố vấn, gọi là con hùng của miền Trung, đi vào trình. Tôi còn nhớ rằng trong cái cuốn hồi ký của ông Trần Ngọc Châu đó, Trần Ngọc Châu là đại tá trung tá Trần Ngọc Châu đó, hồi ông ấy gọi là cũng một hồi ông ấy là coi như là một nhân vật lớn ở trong chiến dịch Phượng Hoàng. Và có một lần thì ông ấy cũng đi ra ngoài trung tâm của tôi, ông ấy cũng làm chỉ huy trưởng cái ngoài trung tâm Vũng Tàu của chúng tôi đó. Thì thưa nó có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là cái trung tâm huấn luyện, nó cũng giống như là trung tâm huấn luyện và quân đội đó, thì có Thủ Đức rồi thì là trung tâm huấn luyện là Quang Trung vân vân. Còn thì cái bộ, còn một mặt khác nữa ở trên bộ chỉ huy đó thì nó là cái bên này thì là bên huấn luyện, còn gọi là nha huấn luyện, còn bên kia đó nó là nha công tác. Từ cái nha công tác đó thì ông Trần Ngọc Châu ông ấy nắm cái đó, và ông ấy có cái tham vọng là sáp nhập lại cả cái nha công tác, sáp nhập cái quân chỉ huy cái trung tâm huấn luyện. Và trong cái trung tâm huấn luyện đó thì là ông là một người mà cũng rất nặng ký duy dân và một người hết sức thanh liêm, là ông thiếu tá Lê Xuân Mai. Hồi đó tôi phục vụ ở chỗ đó. Và vì là cái sự tranh chấp giữa cái đó đó, ông Trần Ngọc Châu đây thì muốn đẩy cái ông Lê Xuân Mai đi, bởi vì ông Lê Xuân Mai được người Mỹ tin tưởng, và ông Lê Xuân Mai là người hết sức là thanh liêm và có lý tưởng. Thế thì ông Trần Ngọc Châu ông ấy bắt đầu, ông dùng hai bước. Bước thứ nhất là ông ấy đưa ông Lê Văn Thinh, ông trung tá Lê Văn Thinh là một ông tỉnh trưởng của miền Tây. Bởi vì rằng thì là cái trung tâm của tôi đó, cái học trò đó, học trò cái học khóa sinh đó thì là rất nhiều người của miền Tây. Thì ông trung tá Thinh đó là một người hòa hảo, và ông ấy là một người hết sức là hiền lành, hết sức là. Thì đưa ông Lê Văn Thinh về làm chỉ huy trưởng, thì ông Lê Xuân Mai mới là thiếu tá thôi, thì tất nhiên là ông kia là chỉ huy trưởng và ông Lê Xuân Mai là phó. Thế nhưng mà ông Thinh thì ông ấy là một người mà miền Nam hết sức là cởi mở và bình dị. Thì tất cả mọi chuyện đó thì ông Lê Văn Thinh thì ông ấy nói chuyện là thế, là người ta làm việc được thì cứ để người ta làm. Và ông Lê Văn Thinh thì là ông Lê Xuân Mai đưa cái gì mà cần chữ ký đó thì là
đưa cho ông Lê Văn Sinh để ông cứ nhắm mắt, ông cứ ký rồi bảo thế anh cứ đưa là ký, và rồi thì là một vài người mà huấn luyện viên ở đó gọi là xuất sắc ấy, như tôi hay là Trần Vĩnh Hòa hay là anh Hòa Tây hay là gì đó thì mang chúng tôi đi ra ngoài Faburi, mang chúng tôi ra ngoài tiệm ăn ở ngoài ngoài thành phố, ở ngoài Vũng Tàu đó, rồi thì hoặc là mang chúng tôi ra bãi sâu ngồi nói chuyện, thì đấy là cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, thì mình mới thấy rằng thì là cái người quốc gia đó, họ hại nhau, họ chèn ép nhau từng chút một. Lê Xuân Mai là một người mà gọi là được trọng vô dụng, được quý, nghĩa là được Mỹ quý lắm. Cái giai đoạn đầu đó mà một ông thượng nghị sĩ Mỹ tới cái trung tâm, ông ấy tôi hãy còn nhớ là ông gọi là Sích Minh Tân gì đó, thượng nghị sĩ về vấn đề tình báo, hay là thượng nghị sĩ về vấn đề quân sự đó, Bình Định gì đó, thì ông ấy tới ông thăm trung tâm, và cái đó ông ấy khen ông Lê Xuân Mai mới nói là thì là chúng tôi cần xây cất thêm các cái khóa sinh, mới đầu là ba dưới 100 người, rồi khóa thứ nhì thì lên 300 người, rồi khóa thứ ba là gấp tiếp lên 800 người, rồi 1.700 khóa sinh, rồi 3.000 khóa sinh, là nghĩa là đào tạo gấp gấp mà không còn có chỗ nữa. Thì là ông này ông ấy đặt vấn đề ngay đối với lại các cái ban cố vấn đó, ban cố vấn của Mỹ yểm trợ đó, thì nói với cố vấn yểm trợ của Mỹ là bảo ông này rằng thì là ông Lê Xuân Mai này, ông ấy muốn xây cái nhà bằng vàng, chúng tôi cũng phải yểm trợ ông ấy. Đấy là những cái câu đó. Thế thì người ăn luôn cái nó tôi nói chuyện này để thấy rằng thì là cái người quốc gia nó cũng mưu đồ, nó chơi nhau. Những người mà làm tử tế cũng nhiều khi hỡi ôi tôi. Rồi cái cuối cùng là Lê Xuân Mai bị mang đi, bị đưa về bộ tổng tham mưu, đưa về mà ngồi chơi xoay nước ở tổng tham mưu với giữa hai hàng quân cảnh là gì, tức là Lê Xuân Mai bị áp giải về trung ương đó là nó do chúng tôi, nó do tôi thì cũng nhân dịp này để mà nói chuyện cái câu chuyện thế này. Ông vì thấy cái trung tâm nó là cái chỗ ngon ăn thường, ra ngoài đó các huấn luyện viên là được 8.000, từ 6.500 cho tới 9.000 bạc lương một tháng. Và trong lúc ấy đó, các cái người mà đi Thủ Đức ra khoảng 2.000 mấy. Và trong lúc ấy chúng tôi ở trung tâm được nghĩa là bình quân là 7.000 đồng một tháng. Huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên phó, hướng dẫn viên vân vân được 7.000. Thế thành ra đó, đấy là một cái cách biệt. Miếng ngồi ngon rồi đó, tức là thành ra cái người quốc gia đó tranh phân với nhau. Ngoài cái câu chuyện mà ông Trần Ngọc Châu, ông ấy đưa ông Trung tá Lê Văn Thinh về, ông ấy lại bước thêm một bước nữa, tức là ông ấy dùng cái quốc gia hành chánh lúc bây giờ đó, thì là ông ấy dùng cái giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đó, ở trường quốc gia hành chánh, cả cái ban tham mưu của cái trường quốc gia hành chánh cùng với lại một cái luật sư cũng nổi tiếng, coi như là hơi đối lập đó, luật sư liên gì đó, thì là mang xuống trong một cái cuộc chủ tọa để mà bàn giao quyền hành. Sau khi ông Lê Văn Thinh rồi thì bên ông Trần Ngọc Châu bảo thì là ông này có vẻ yếu kém quá, đi ra đây mà chỉ biết ngồi chơi, mà để cho bọn này nó lộng quyền, và để cho này nó lộng quyền. Lúc bấy giờ đó thì mới đặt cái vấn đề này, nó rất cơ bản, nó mới rất phiền.
tức là buộc tội cho cái trung tâm huấn luyện xây dựng nông thôn cái giai đoạn đó, đó cán bộ áo đen đó, đó là giảng một lý thuyết. Đây nó giảng một cái lý thuyết mà cái chữ nó gọi là sách rồi đó, giảng một cái à, một cái lý thuyết của một cái đạo lạc mà dùng ngân sách quốc gia à, dùng ngân sách quốc gia tức là quỹ của nhà nước mà lại giao giảng một cái lý thuyết như là lý thuyết ISIS hay là lý thuyết là coi như là của cái bọn khủng bố hay là bọn mà nó không chính thống đó. Vì coi như bắt dịch tất cả những cái tài liệu của ông Lê Xuân Mai ra, thì trong ấy có mấy cái tài liệu mà tôi viết cũng hơi nặng ký. Tôi là cái người mà tôi viết diễn văn, tôi là speech writer, tôi khoe một chút là tôi viết cái diễn văn thì cũng quá hứng lên. Thì lúc bây giờ thì trong một cái số báo của Việt Chính thì tôi viết rằng thì là những cán bộ bây giờ nó là cán bộ áo đen, chúng ta sẽ trở thành một cái chúng ta sẽ đóng vai của một cái lực lượng hòa giải dân tộc, của một lực lượng mà đứng giữa hai đảng đạn đó, đại khái như vậy. Và chúng ta sẽ làm cái để mà hàn gắn cái vết thương chiến tranh của Việt Nam, bởi vì rằng đây là cái lúc mà đấu tranh trong hòa bình. Thưa, chính vì các tài liệu mà chúng tôi mang ra giảng dạy và viết đó, thì cái hồi đó thì cái chúng tôi có cái sinh hoạt là mới đầu là 7 bước học tập. Một cái chương trình của chúng tôi mỗi một tuần lễ đó, chúng tôi có 7 bước học tập. Là thứ nhất, chúng tôi mang một cái đề tài ra để mà thuyết trình. Sau đó rồi đó, chúng tôi mới chia các khóa sinh ra làm các tổ để sinh hoạt tổ. Bước thứ hai là sinh hoạt tổ. Bước thứ ba là tổng kết lại. Bước thứ tư là lại trở lại hội trường. Trở lại hội trường để mà giải đáp các thắc mắc. Thành ra để cho một cái người khóa sinh người ta xuyên suốt, người ta suy nghĩ một cách, nghĩa là chứ còn cái bài của chúng tôi không có nhồi nhét, không có nhồi nhét mà cái gì quá đáng mà nó làm nó chỉ là một cái nhìn, một cái vision rằng thì là cái bài chính của chúng tôi đó là Việt Nam trên bàn cờ quốc tế, để cho cái người khóa sinh người ta hiểu rằng thì là cái vị trí của Việt Nam ở đâu, nó ở cái thế kẹt nào, tại sao mình là tuyến đầu thế giới, vân vân. Việt Nam trên bàn cờ thế giới, lấy cái vision đó đó mà cho tới giờ này. Hồi cái bài trước mà tôi trình bày với anh Hùng, bài trước là tôi nói rằng thì là hội Trùng Dương đó, thì đấy cũng là Việt Nam trên bàn cờ quốc tế. Bây giờ thì là quốc tế nó quay lại Biển Đông và nó quay lại cái APEC Việt Nam ở ngoài Đà Nẵng, và bây giờ tất cả những cái lực lượng đó nó quay về Biển Đông để mà cái vị trí của Việt Nam ở trên bàn cờ quốc tế lại một lần nữa nó làm sáng tỏ. Thưa, thành ra thưa, cái ban nãy tôi nói là thì là bình quân là ăn gần này tiền là thiết cái gì đó, thì là cái người Việt Nam ta thấy cái đó ngon quá và mình mới biết rằng thì là nó có một cái định mệnh là gọi là tranh phân. Tức là Mỹ nó có cái chương trình nào hay, tức là nó gọi là nó có phân, thì chẳng may cái chữ phân đó thì nó lại trùng với cái chữ thức của Việt Nam. Thế thành ra
tranh ăn, tranh tức à, thành ra nó cái chữ nó định mạnh như vậy. Thưa à, thế thì những các cái bài viết đó thì chẳng may à, hôm vừa rồi có một cái anh, có một anh Huỳnh Trung Trực, anh ấy hỏi anh Hùng, anh ấy hỏi xin cái số điện thoại của tôi à, xin cái số điện thoại của tôi, thì anh Hùng không có cho, và anh Hùng nói rằng là trên nguyên tắc đó, lịch sự thì anh Hùng nói rằng thì là anh Hùng nói sao vậy, gọi điện thoại cho anh Hùng nói rằng thì là xin số điện thoại của ông đó để đưa lại cho bác Cường. À vâng vâng, đúng rồi, anh xin số điện thoại của cái anh Huỳnh Trung Trực đó để đưa cho tôi, xem tôi muốn nói chuyện không. Thì là tôi gọi thì là anh Huỳnh Trung Trực là cũng lại là một người ở ngoài xây dựng nông thôn với tôi, và anh ấy bây giờ anh ấy sinh hoạt ở trên DC à, và anh ấy muốn phỏng vấn tôi về những các cái chuyện ở ngoài Vũng Tàu, nhất là khi mà tôi đi cái phái đoàn thông tin báo chí của Việt Nam tới cái hòa đàm Paris đó năm 68-69 đó, thì anh ấy muốn biết về những cái thành phần phái đoàn đó và cái sinh hoạt của nó ra sao, và rồi thì Việt Nam ta ở trong cái thế bất lợi như thế nào ở Paris vân vân, rồi thì là cái mà bây giờ cái ông kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói thế nói chuyện đôi khi cũng có đề cập tới cái lúc mà cái phái đoàn Nguyễn Cao Kỳ qua, rồi ông ấy cũng có những cái cuộc biểu tình để mà chống cái nhóm quá khích, nhóm thợ thuyền, cái không khí bất lợi đối với Việt Nam Cộng Hòa vân vân đó. Thì là thưa thì anh nghe thì cái anh Huỳnh Trung Trực đó thì là hóa ra là anh ấy bây giờ cũng lại là một nhà báo lớn và ở trên kia, thành ra anh ấy muốn biết cái này cái kia đó, thì là chúng tôi cũng có bàn thảo với nhau nhiều thứ, và tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện là tại sao tôi được mời đi vào trong cái phái đoàn thông tin báo chí ở bên cạnh cái phái đoàn chính thức của Hội đoàn Paris. Hội đoàn Paris thì phái đoàn chính thức là của nhà nước, à, của những ông bộ trưởng, của những ông vâng phó thủ tướng, nhưng mà còn thì bên cạnh đó thì nó có một cái phái đoàn gọi là phái đoàn thông tin báo chí, để mà phái đoàn thông tin báo chí để mà hỗ trợ à, bởi vì rằng thì là biết là mình đi qua bên Pháp và trong một cái không khí cũng khá bất lợi vân vân, và cũng lại phải kể rằng thì là tại sao tôi có mặt ở cái phái đoàn thông tin báo chí đó, là bởi vì rằng thì là trong một cái lễ mãn khóa ở ngoài xây dựng nông thôn đó, năm 1965 đó, thì cái khóa đó ông Nguyễn Cao Kỳ được mời ra dự, lúc bây giờ ông chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương đó, ông ấy ra thì không biết là tôi rơi vào mắt xanh của ông Nguyễn Cao Kỳ thế nào à, mà ông Nguyễn Cao Kỳ à, ông ấy cho người tìm tôi, ông ấy chỉ riêng dự cái buổi lễ mãn khóa đó thôi, mà không biết làm sao, hay là tại vì tôi cũng có dâu riêng thế nào đó mà không biết là tôi có cái nét nào nổi bật không. Thì cái lúc mà ông Nguyễn Cao Kỳ đi Pháp đó để mà nắm cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đi Pháp đó, thay thế ông về nhân danh phó tổng thống mà, thì ông ấy tìm tôi, ông ấy cho người tìm tôi ở ngoài Vũng Tàu, thì tìm tôi ở ngoài Vũng Tàu thì nói rằng thì là tôi đã nghỉ rồi, sau khi giải tán đó, ông Lê Xuân Mai của tôi mà cũng bị nghĩa là đẩy về tổng tham mưu ngồi chơi xây nước chờ đó, thì là có một vài người cứ tìm tôi hoài, thì có một vài phát sinh mới nói là thì là cả một vài anh em huấn luyện viên còn ở lại đó, cái hồi Nguyễn Bé đó, thì mới nói là có thể ông Cường có thể là ông ấy về
cái nhà dân biểu quan sát, ông ấy còn liên lạc với dân biểu quan sát. Bởi trước là lúc ông ấy ở ngoài Vũng Tàu đó, thỉnh thoảng cuối tuần thì ông dân biểu quan sát. À, lúc bây giờ quan sát hình như chưa là dân biểu nữa, nhưng mà cái ông Tài Việt đó, ông ấy ở đường Võ Tấn đó, có số điện thoại ấy chứ. Thế là gọi, cuối cùng thì là gọi tới cái nhà ông Mã Sắc, thì cái phái đoàn thông tin báo chí đó nó mới nói là thì là giờ này đó là chúng tôi sửa soạn đi đổi tiền, và rồi chúng tôi mời ông tới để may quần áo. À, bên quân du mới điều tới may quần áo để mà phái đoàn đi Mỹ, đi Pháp. Tôi cũng ngạc nhiên hết sức và tôi cũng tưởng là chuyện đùa, nhưng mà cuối cùng thì hỏi xong ra thì quả tình là chỗ Việt Tân Xã đó thì là có cái phái đoàn, có những cái người phụ trách cái mà để mà dẫn phái đoàn đi. Thì cái anh Huỳnh Trung Trực đó, thì anh ấy còn hỏi tôi rằng thì là cái phái đoàn đó gồm có những ai. Thế thì tôi nói rằng tôi cũng kể cho anh ấy biết rằng thì là lúc bấy giờ thì là ông Nixon ứng cử, ông Johnson gì đó không ra tái tranh cử, còn thì ông Nixon lại bị cái chưa bị cái vụ Watergate, nhưng mà gần như rằng ông ấy cần có phái đoàn Việt Nam có mặt ở Paris để mà coi như rằng thì là cái hòa bình nó ở trong tầm tay rồi. Còn về phần chính thức về Việt Nam Cộng Hòa đó thì ông Nguyễn Văn Thiệu ông ấy không chịu đi, bởi vì rằng thì là ông ấy thấy rằng thì là cái tổ chức của hội nghị Paris đó thì là ông ấy thành ra là một thứ lép vế, bởi vì rằng thì là đây hội nghị Paris, hội nghị hòa bình Paris đó là người Mỹ nó điều đình, nó thảo luận đối với lại người Cộng sản Việt Nam Lê Đức Thọ, Đức Thiếp, Bộ Chính trị đó, và người Mỹ đó, từ nước Mỹ, đại diện của nước Mỹ đó mà. Thì Kissinger với lại tướng Nguyên hay là tướng gì đó Kissinger và ông Harriman với gì đó là nó điều đình với Bắc Việt, còn cái phái đoàn Việt Nam thì bị coi là lệ thuộc của người Mỹ. Thế giới là nó nhìn như vậy và coi như tay sai của Mỹ. Và rồi thì bên phía Bắc Việt đó thì nó có mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam à, thì nó cũng gọi là thuộc về nhóm bên kia, nhưng mà nó có cái hay của cái Việt Nam Cộng Hòa đó, cái tuyên truyền của mình yếu, thành ra là một thứ lệ thuộc của Mỹ thật. Còn thì bên kia đó thì Cộng sản nó lại dựng lên cái bà Nguyễn Thị Bình vân vân, nó lại là đại diện cho nhân dân Việt Nam nổi dậy, tức là mặt trận giải phóng miền Nam đó, mà nó thành lập cái lúc mà sắp tan cuộc đó, tức là nó đã vào ngày 20 tháng 12 năm 1958, 59 vân vân. Thế thì là cái lúc mà bàn hội nghị mà ở Paris mà người ta cứ các báo chí nó mang cứ nó giễu nhau rằng thì là tại sao mà cứ bàn về cái hình thể của cái bàn đó là thưa chết trước thì như tôi cũng có nói rồi, nó bảo là mặt trận đương chết nhiều người như thế này mà tại sao mà cứ giằng co bàn về cái hình thức của cái bàn là bởi vì thì là người Việt Nam đã bị đóng cái vai lệ thuộc và ông Nguyễn Văn Thiệu không chịu đi. À, nhưng mà cái chuyện mà ông Nguyễn Văn Thiệu chưa chịu đi đó thì là thì Mỹ ở Việt Nam nó điều đình với ông Nguyễn Cao Kỳ, nó bảo rằng ông đương bị chèn ép, ông đương là phó tổng thống mà ngồi chơi xây nước thì ông đi Paris đi, coi như là ông là cao tư phạm đối đầu với bên kia là Lê Đức Thọ, trưởng phái đoàn của Cộng sản đó thì nó là bộ trưởng Xuân Thủy cơ, nhưng mà cái người mà chỉ đạo Xuân Thủy đó thì nó là Lê Đức Thọ.
thì bây giờ bên Việt Nam Cộng Hòa là có Phạm Đăng Lâm, có cái này cái kia đó, thì đấy là trưởng phái đoàn, coi như tương đương với lại bên phía Xuân Thủy. Còn thì bên này đó thì ông coi như là cái một cái đối lập, một cái đối phương có một cái vị trí cao như Lê Đức Thọ. À, thế thì ông Nguyễn Cao Kỳ cũng thích và nó hứa rằng thì là ông dám đi đi, người Mỹ sẽ yểm trợ mọi việc, ngoài việc thì là Nixon là cần có cái Việt Nam Cộng Hòa đi tới dự hội nghị, coi như rằng thì là nói rằng thì là cái nền hòa bình nó đã ở trong tầm tay, ánh sáng nó đã ở cuối đường hầm, để ông ấy hứa hẹn trong cái cuộc bầu cử ông ấy có một cái hy vọng rồi. Thế thì là chúng tôi đi Paris thì là tốt quá ha. Nhân tiện đây thì cũng trả lời cái bây giờ cái diễn thuyết anh trưởng cái đoạn là khi bạn chúng ta có đi phái đoàn nó đi Paris thì chúng tôi không một số những chuyên viên thì còn có một cái anh mà tôi nói là thì là à vâng thôi cái này thì là cũng đi vào chi tiết và nó không dính đến cái đó. Thế thì về cái xây dựng nông thôn, về cái